Rồi, mở đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Phong đẹp quá. Xin chào cô chú anh chị, các bạn và các em nha. Mình đi chợ về đã giờ rồi nè. Thì bữa nay nhà mình ăn ngó sen trộn gỏi với tôm thịt, rồi tàu hủ ki thì chiên nước mắm. Thì ngó sen trộn gỏi với tôm thịt thì mình có mua tôm nè, rồi thịt thì mua miếng ba gọi với cái lỗ tai heo mình trộn gỏi. Đây thì có sen, ngó sen, rồi có củ cải đỏ để trộn vô chung cho nó có màu sắc chút cho nó đẹp. Rồi bên đây là tàu hủ ki cộng á, tàu hủ ki khô á, mình ngâm nước hồi tối giờ nè cho nó nở ra đó, để mình chiên nước mắm làm cái món mặn. Rồi giờ mình đi rửa tôm thịt để mình luộc trước đi, rồi mình hãy lên làm mấy cái này sau. Rồi mấy con tôm này mình đã rửa sạch rồi nè, giờ mình bắt lên mình luộc nó, mình cho xíu hạt nêm vô. Mình để đây, còn bên đây á, mình làm một cái nồi nước để mình chuẩn bị mình luộc thịt á, thì mình cho chút hành chút muối vô. Rồi mấy con tép của mình nó đã chín rồi nè, thì mình tắt bếp. Bên đây cái nồi nước nó cũng sắp sôi rồi, để mình xuống mình lấy thịt lên để mình cho vô đây mình luộc. Rồi cái lỗ tai heo đồ mình đã rửa sạch rồi nè, mình để vô mình luộc nó. Mình luộc thấy nhiều quá đẩy cái miếng ba gọi mình chừa lại để kho tiêu ăn sau đi. Đây này thấy hơi nhiều rồi, có miếng thịt với cái lỗ tai heo, thấy vậy với tôm là đủ rồi. Bây giờ mình đậy cái nắp mình để lại đây. Cái mình đi ra đằng trước đó, mình coi cắt rau với làm cắt tàu hủ ki đồ luôn. Mình đi ra vừa mình hái tắt vô để mình ngâm cái ngó sen này nè, với hái ớt rồi vô trộn gỏi luôn. Cũng là chỉ thiên vậy. Nó đâu có sụ xuống đâu, anh thấy không nè, có hiểm này nè, đây nè, đây cái ớt chỉ thiên này thì nó nhọn, nó đâm thẳng lên phải không? Còn này nè, này cũng vậy thôi, nhưng mà cái trái nó không có nhọn mà cái trái ớt chỉ thiên nó cũng là chỉ thiên nè. Cây này chỉ thiên, cây này chỉ trời. Chỉ trời hái luôn, cho cái tay em lọt không nha. Nhiều đó đủ rồi đó, giờ em qua em cắt mấy cây húng lũi nè. Mấy cây húng lũi này mới trồng đây mà nó bắt đất nó tốt, nó sợ giống như nó chịu dùng đất chỗ này. Cái này nó bò ra nè, anh thấy không, nó bò ra thì nó lên tiếp tục nữa đó.
lá nó tốt thêm mề ha. Đó, nhiều đây trồng gỏi rồi, qua kia cắt còn hai cọng nó thơm nữa. Giờ nó mọc nè. Nhắc thêm miếng rau thơm cộng vậy được rồi. Quay qua hái dạy cái cọng ngồi ghế dí để lên cái món chiên nước mắm của mình nó cho nó đẹp. Hôm nay cái ngò này nè, em ra ngắt đọt em ăn không á. Không có nhổ á. Ngắt, cái nó lên tượng nhóc chân nè. Vậy ngắt tiếp. Cái ngò gí này ăn sống cũng ngon lắm nha. Hôm nay á, gà hái vừa ăn sống ngon. Ủa cái bông bên đây đúng là dễ thương ha. Lên quá chừng bông luôn. Ở trên đây nữa nhiều lắm, từ đây chín nhóc luôn nữa rồi. Wow, đỏ mấy cái đó chín quá, chín luôn à, thành nhóc luôn à. Ôi có bên kia trái bự quá, bự luôn à, em thấy chưa? Ở xích trồng á, gọi rụng luôn à, đụng cho nó rụng luôn à. Vậy nó mùi quá. Còn trái bự quá trời kìa, thấy không? Đó, thẳng tới xuống dưới. Dài đây nó nhóc. Ồ, nhóc luôn rồi, còn trong nữa kìa. Wow. Đâu trái đá, coi coi trái đó quá bự luôn hả, như trái quýt, quýt Thái nha, chứ không phải quýt Việt Nam. Nghe gì em? Anh nghe gì không hỏi anh hả? Con chim hót nó, con chim đó hót trên đầu làng. Con tu nó gái. Con đây. Quá hai giờ đâu một chục trên đây. Ê đủ chưa? Để anh lên đứng trên ghế ở trên ngọn còn nữa kìa. Thôi đủ rồi nè. À. Cái cây mít mình nó ra bông quá trời luôn mà sao nó không chưa thấy đậu được cái nào hết trơn. Từ sẽ có. Nó có mùi thơm luôn anh. Ừ. Có mùi thơm của cái bông mít, người ta gọi là cái giấy mít á. Nè trái mận cầu nè, chín chưa? Chưa đâu, cái này nó chưa nở ra. Nãy giờ mình luộc nó cũng mềm rồi, mình sơm nó lủng rồi nè. Giờ mình vớt ra. Tắt bếp đi. Cho qua thau nước cho nó nguội. Hồ không để nước đá hả? Nhà nó để nước đá nó giòn hay gì? Bữa nay nhà mình hết nước đá. Sen này nó dây. Mình làm cái một cái thau nước mình nặng tắt vô đây rồi nè. Bây giờ mình cắt mấy cái ngó sen này vô để mình ngâm cho nó trắng á. Sen này nó cũng vừa ăn rồi, nó không có lớn lắm, cái cọng nó không có lớn á. Cho nên là mình không cần phải chẻ, mình để nguyên cọng luôn. Thường khi ăn mỗi ngó sen á thì có bánh phồng tôm chiên ăn kèm. Nhưng mà thôi nhà mình ăn với cơm. Cho nên là không có chiên bánh hột tôm.
Mình vào cái củ cải vô luôn nè, cho nó trộn chung vô luôn. Này chắc mình bào ăn củ vô là thấy vừa rồi, đủ nhà mình ăn rồi. Còn củ đó để lại đi mai mình luộc hay gì mình ăn sau. Em đi pha miếng giấm đường để em ngâm vô đây cho nó thấm. Nãy giờ á mình cái sen này nè mình rửa với cái mình ngâm với cái nước tắc á cho nó trắng cái sen á. Xong rồi cái mình vớt ra cho nó ráo ráo nước rồi nè, cái mình quậy đây là cái chén giấm với đường á. Mình để vô đây mình ngâm tiếp tục nữa cho nó thấm cái cọng sen á. Nó ngọt ngọt chua chua cho nó thấm vô rồi lát mình mới trộn sau. Rồi bây giờ mình trộn mình để đây nè cho nó thấm cái nước giấm đường đi. Mình ra làm sao mình lột tôm với mình xắt thịt đồ luôn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình pha nước trộn gỏi nha. Thì ở đây là mình có đường nè, 2 muỗng canh đường. Đây là nước tắc á. Giờ mình cho nước tắc vô. 4 muỗng tắc luôn, nó chua chua. Giờ mình cho nước mắm vô. Lộn 4 muỗng nước mắm. Thêm xíu nữa. Rồi đây là tỏi ớt mình bằm á. Mình cho vô để mình làm cái nước trộn gỏi. Còn chừa ít lại để mình làm nước chấm. Giờ mình cho vô cái thau gỏi của mình nha. Rồi xay qua bên đây mình trộn trộn cái này luôn cho nó thấm vô luôn. Mình mới thử vô á thì mình thấy nó cũng đã vừa ăn rồi. Cho nên là mình không có thêm nữa. Thì cái phần còn lại nãy đây á thì giờ mình thêm miếng nước mắm vô đây để mình làm nước chấm luôn. Rồi phần còn lại bên đây mình thêm miếng nước mắm á là vô là vừa ăn rồi đó. Vừa chấm rồi, cho nên mình cho tỏi ớt vô thêm luôn. Rồi tỏi ớt nhiều quá. Dư miếng. Rồi vô bên này luôn cho nó thơm. Rồi giờ mình chuẩn bị mình đi xuống mình làm một cái món khác. Cái này chút xíu là để mình ra dĩa mình hãy trộn mấy cái này vô, tôm thịt vô. Chứ rau á, mấy cái rau để lên cho nó thơm nè. Chút mình hãy trộn vô sau, khi nào mình ăn mình hãy trộn á. Chứ mình trộn trước là nó sẽ bị xèo cái rau xuống nó không ngon. Còn cái gỏi này thì mình trộn trước cho nó thấm á. Mình để đây. Giờ đi xuống chiên tàu hủ ki để làm món mặn. Rồi bây giờ mình đắp cái chảo dầu cho nó nóng lên. Mình thả mấy cái tàu hủ ki này vô mình chiên. Tàu hủ ki này dễ ăn lắm. Nấu canh hay là nấu cái món gì đó. Là ru. Mình chiên cho nó vừa xù lên như vậy nè là nó cũng đã chín rồi đó. Bây giờ mình vớt ra. Vớt ra đây cho nó có cái giấy thấm dầu cho nó thấm. Nửa ký vẫn ra nhiều quá chừng luôn à. Như đó anh thấy chắc đủ ăn rồi đó. Chắc ăn mấy ngày. Hay là mình chừa lại mình khoan hay làm nữa. Chứ để ăn đâu hết. Thôi cái này còn lại để mình để vô trong cái hộp á, mình để vô tủ lạnh đi để qua ngày sau mình làm mình ăn cho nó ngon. Rồi bây giờ mình làm cái chén nước sốt nha. Để đây mình có 2 muỗng đường vô cái chén rồi đó. Giờ một ít hạt nêm. Xong rồi một miếng bột ớt Hàn Quốc á. Vô cho nó không có cay nhưng mà nó có cái màu á, cho nó đẹp. Đó là bột ớt Hàn Quốc, nó cũng thơm lắm. Rồi thêm một miếng tương ớt. Thì tại vì nếu mà tương ớt mình để nhiều thì nó sẽ bị cay lắm. Cho ít nó hơi khe khe được rồi. Còn ai ăn cay nhiều thì mình để nhiều.
này là dầu hào, muỗng dầu hào. Và đây là nước mắm. Ví dụ như ai ăn chay thì để nước mắm chay, còn ăn mặn thì để nước mắm mặn. Này mình ăn mặn cho nên là mình để nước mắm mặn nha. Cái này nãy giờ không biết mấy muỗng luôn. Rồi. Tao nói không biết mấy muỗng luôn rồi. Xịt một đống. Nhưng mà này chừng hơn muỗng ăn canh nước mắm là được rồi. Rồi giờ cho thêm miếng nước vô. Cái này mình đổ khoảng cũng chừng 3 muỗng nước vậy đó. Rồi mình quậy lên. Rồi giờ mình bắt cái chảo lên đó, cho dầu nó nóng rồi cái mình cho tỏi vô. Cho tỏi nó thơm lên rồi cái mình cho cái nước sốt đó vô. Thì không ai ăn giống như nếu mà ăn chay không ăn tỏi thì ví dụ như ăn hành thì để hành lên phi, còn không thì để củ kiệu lên phi cho nó thơm á. Củ kiệu để vô cũng thơm đó nha, củ nén cũng thơm luôn. Tỏi mình nó vừa thơm mà nè, vừa vàng thơm mà. Giờ mình cho cái chén nước sốt này vô. Cái nước sốt này nó cũng sôi rồi nè. Giờ mình cho cái này vô mình trộn đó. Nó bốc sạch cái mùi thơm của nước mắm lên hết tức luôn. Đó, bây giờ nãy giờ đó, mấy cái nước sốt đó nó rút vô trong cái miếng còn hủ tiêu của mình rồi nè. Nó ngon lắm luôn, này nó thấm luôn nha. Đậm vị à. Này chắc ăn lắm tiếng nó mới đậm vị thiệt à. Đó, nó rút vừa cạn rồi. Chuẩn bị mình tắt bếp. Có nửa ký sen, cái củ cải, mà nửa ký tép, một cái lỗ tai miếng thịt, cho nên hình như thịt cũng lấn áp lên cái sen luôn. Thấy mồi nhiều hả? Mâm chà bá lửa này chắc ăn được chục người luôn ha. Gì tính ra cái nguyên cái xị này là để lên cái mâm mà đãi đám tiệc á. Là đãi được luôn á. Không, nhiêu đây bị nhiều luôn á. Ta đãi cái gì á, vừa vừa chứ đâu có nhiều dữ vậy nè. Này cho ăn thoải mái luôn ha. Xung quanh để mấy chén nước chấm nữa, bánh phồng tôm nữa ha. Tới còn chuyện luôn, thảnh món rồi. Cái này mình ăn với cơm cho nên là mình không có chiên bánh phồng tôm. Thấy chiên lên dầu mỡ nữa thấy ngán quá cho nên không có chiên. Cái gì đây? Tiết rơi hả? Xong cho chút đậu phộng lên. Rồi, thế là món gỏi của mình đã xong luôn. Giờ chuẩn bị dọn chén lên ăn cơm. Gỏi ngó sen tàu hủ kỳ chiên nước mắm, mời cô chú anh chị em và các bạn ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm gia đình con. Wow. Ăn gì trước? Hấp dẫn quá. Xin miếng thịt trước đây.
lỗ tai heo. Lỗ tai heo nó giòn giòn. Giòn giòn dai dai hả? Xịt xịt. Cha được phải ăn mình có xem. Món mặn hao cơm á. Món này nhìn thấy hấp dẫn mà ngon luôn nè. Này cái món này đắt cái món kia ế quá. Nó mặn quá. Nãy giờ ông chấm thịt vô ăn dính quá trời dính luôn rồi. Ừ. Chấm thịt này ăn dính quá trời. Mày chọn nửa ký quả ngó sen à. Nửa ký tép. Nguyên cái lỗ tai heo với miếng thịt heo chân nhìn đâu cũng có thịt kiếm 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 ngó sen cũng khó à. Thôi cái miếng này bị to đùng luôn nè tí nhai cái đó chắc nổ miệng luôn á. Con ăn thịt thôi à. Nguyên lỗ tai ăn nó giòn giòn trong gỏi ngon. Cái lỗ tai được cắt ra chấm mắm nêm cũng ngon lắm nè. Ừ, trời ơi. Mắm nêm cũng bánh tráng. Trúng bài luôn á. Ừ. Ăn quên thôi. Mà đau mũi nó hành cũng quên thôi. Ừ. Mắm bị viêm mũi viêm sò á. Ừ. Là bám mắm. Nó chịu dữ lắm luôn á. Nàng giỏi không no luôn. Cái cỡ này ngon. Ừ. Ủa, ngót kìa. Cái này con thấy này thì nó không ngon lắm. Cái này mà làm bằng sườn chay á, bằng cái gia vị này luôn thì ngon. Ừ. Thích cái sườn chay hơn là tàu hủ kỳ á. Dạ. Ừ. Tàu hủ kỳ này có cái mùi gì á mà lạ không thích. Mùi tàu hủ kỳ. Hình như theo anh cũng chọn cái sườn chay hơn là tàu hủ kỳ á. Cái vị đặc trưng của tàu hủ kỳ nó không có hợp với cái nước mắm này. Cái sườn non con nghĩ là nó thấm mắm vô ngon. Cái này hình như thấm không nổi. Thấm không mà nói rồi mày thấy mặn quá rồi. Thấm nhưng mà còn mùi kim. Mùi cái tàu hủ kỳ á. Chén cơm ăn chừng ba miếng vậy là nó cùng bữa cơm. Ngày xưa lúc mà heo nhỏ cái lỗ tai heo này nè nó đâu có bán rời mà đã bán nguyên cái đầu heo nữa. Muốn ăn lỗ tai heo là phải hỏi mua nguyên cái đầu. Mà hả là cái ngày 23 đưa ông táo á, nhà ai khá giả mua nguyên cái đầu heo đem về cúng đầu heo đưa ông táo. Wow. Để ngay giữa cái bàn cúng thấy hoành tráng ha. Có miếng mỡ chài gì đó luộc rồi cái chồng cái đậu heo á. Xong cái đầu nấu cháo rồi cái sắt này ra ăn với cháo. Gỏi. Thời đó chắc chấm mắm ruốc quá nè. Mắm nêm thời đó cũng hiếm à. Không, mắm nêm thì có chứ. Hồi đó mắm nêm mà mắm nêm nguyên con không? Làm nhà mắm cá cơm á. Cái đó dùng từ mắm cá cơm đúng hơn từ mắm nêm là sau này thôi. Mắm nêm mà nó sai đó trơn à. Không phải còn mắm nữa. Chắc nêm vô rồi đây rồi mắm nêm. Rồi mắm cá cơm nguyên cá cơm không? Nguyên cá cơm nó ăn ngon.
trái tròn. Trên nhà chở anh chồng bên nhà má của anh Thúy, chồng rồi anh Thúy về chở anh lấy mẹ lại ăn. Nghe là đậu mít, mít là mẹ mè. Tự như con thấy mít này ăn thấy sao? Nó ngọt không có cái độ giòn giòn. Má hai hôm qua hái trái mít rồi, qua nó đưa trước vậy. Hái trái mít mười mấy ký. Thấy, quá vậy thấy gửi lên Zalo thấy trái mít khổng lồ luôn. Chồng nhà ăn cây con trái mà không? Mà hồi cái mít đó là hồi lúc anh hai còn sống á, là anh hai bao vô con cái bao á, bọc lại á, cho nên nó mới không có bị sâu, nó bự vậy. Chứ nếu mà không bao lại là nó hư hết, ăn đâu được. Thứ này là không phân thuốc à, ăn ăn yên tâm nè. Mít nhà, mít nhà trồng. Ở nhà của nhà của má Thí chồng. Má Thí chứ không phải má em. Là nhà của bác Xu. Mỗi lần về chở nó đem cái cây xuống nhóc không? Mình ăn ké. Mà hổm nó cho hai cái vú sữa hoàng kim. Ở ngoài hai trái vú sữa hoàng kim lạ lắm, mình cũng nói chung ra cũng mới thấy. Cái trái nó cái màu nó vàng, nó giống như trái lekima vậy. Mà hình như ăn nó thua vú sữa mình nha. Cái vú sữa mà của nhà mình trồng hột ngày xưa nha, chứ trồng nhánh cũng ngon đó, cái trồng hột mà cái bự á. Vú sữa nó mới ngon. Và cái vú sữa hoàng kim này nó mắc tiền nhưng mà thật ra ăn không ngon, cái hột quá bự rồi. Cái hột trong á. Mà cái mùi vị nó cũng lạ ngộ, nó giống sữa mịn. Lai à, anh nghĩ chắc nó bị lai. Mà chồng mau có trái lắm, nghe nói chồng mau có trái. Có loại trái cây á, lai ghép thì ngon. Mà có loại thì thấy cũng không được ngon bằng cái gốc lắm. Mình nói giống như sà cá Hòa Lộc á. Rất là lọc mà trồng cái hộp ngày xưa á, trồng hộp á, trái ăn ngon lắm. Mà bây giờ làm ghép giống như là phân thuốc làm sao á, ăn không bằng. Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.